hiểu sai về sinh học, đặc tính của rùa chính là nguyên nhân chính gây nên những sai lầm đáng tiếc khi nuôi loài này. Về cơ bản, ai cũng biết rùa là loài có máu lạnh. Nhưng đặc điểm sinh học này có ý nghĩa gì mà lại khiến người chơi gặp khó khăn trong quá trình nuôi rùa? Hiểu đơn giản, động vật máu lạnh là không thể dựa vào nhiệt độ cơ thể để tự điều chỉnh mà hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt môi trường. Khi nhiệt độ cơ thể của mình quá cao hoặc quá thấp, chúng sẽ tìm nguồn nhiệt hoặc chạy trốn khỏi nguồn nhiệt. Trong khi đó, khi môi trường quá lạnh, rùa chỉ có hai lựa chọn: một, chạy trốn để tìm nơi có nhiệt độ phù hợp. Hai, ngủ đông, nếu không thể chạy trốn, không tìm được nguồn nhiệt thì dù phải tắt một số chức năng sống của cơ thể. Tuy nhiên nó phải mất một thời gian để cơ thể đóng cửa các chức năng đó. Cũng tương tự khi ngủ dậy, tức là lúc nhiệt độ môi trường tăng dần thì nó cũng cần thời gian khởi động dần các chức năng. Thế nên, nếu muốn tăng hay giảm nhiệt thì đều phải khởi động từ từ. Đây là quy luật tự nhiên rất quan trọng, nếu bạn muốn nuôi rùa. Vì khi nuôi nhốt thì nhiệt độ tự nhiên sẽ không có hoặc ít nhiều tác động đến rùa mà ảnh hưởng đến chủ yếu từ con người tạo ra. Sau đây đưa ra một số ví dụ, bạn có thể muốn kiểm soát nó. Một, Trong cái lạnh mùa đông, bạn phủ rơm, đắp chân hay cái gì đấy tương tự cho rùa. Dừng lại. Xin nhắc lại, bản thân nó không tự sinh ra nhiệt. Chỉ có động vật máu nóng thì mới cần áo ấm, chăn bông để giữ nhiệt cơ thể không bị thất thoát ra ngoài môi trường. Con người chúng ta cũng là một ví dụ. 2. Mùa đông, khi nhiệt trong nhà và ngoài trời quá chênh lệch, thì rùa đang ở đâu nên ở đó hoặc bạn phải tạo ra các bước để nó làm quen dần với nhiệt độ mới. 3. Tất nhiên dù cần mặt trời, nhưng khi phơi nắng phải để cho nó con đường tự chạy thoát khi cần tránh trường hợp phơi lưng trời chín. Các bạn có thể hỏi, trong môi trường hoang dã, tại sao rùa không bị cóng? Lý do là tự nhiên, ở mực nước càng sâu thì càng ấm, dù là bề mặt đóng băng. Với các loài trên mặt đất khi rút vào lớp lá hay cỏ đủ dày nó sẽ ấm. Có bạn sẽ cười vì mâu thuần với mục một ở trên. Đừng vội, cơ thể rùa không tự sinh ra nhiệt như lớp lá, cỏ thực vật. Những thứ đó luôn hoài mục, lên men nên sẽ tạo ra nhiệt. Và khi nó đủ dày thì sẽ giữ được nhiệt và tạo ra cái ổ ấm áp. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt, chúng ta rất khó để làm được như vậy. Vì vậy phải quan tâm đến thay đổi nhiệt độ, việc nhiệt kế là cần thiết. Không cần loại đắt đâu, hai ba chục nghìn là được rồi.